Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục nằm ở mức cảnh báo cháy cao nhất, cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, các cánh rừng ở Đồng Tháp, Cà Mau và khu vực Tây Nguyên nằm trong vùng cảnh báo cháy cấp 4. Cảnh báo nắng khô ở phía Nam còn kéo dài nhiều ngày tới. Người dân cần tăng cường phòng chống cháy rừng, tuyệt đối không đốt nương rẫy trong thời gian này. Với tại Bắc Bộ, ngày hôm nay nhiều cánh rừng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Lào Cai, trong đó có vườn quốc gia Hoàng Liên, nguy cơ cháy vẫn còn ở cấp 4, cấp nguy hiểm.